Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ chúng tôi đã có chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm đường có mặt trong phòng vi âm. Xin chào Như Quỳnh. Dạ, xin chào anh Dương Phục và xin chào quý khán thính giả của đài ạ. Vâng, thưa quý khán giả, chắc cũng đã biết là trong thời gian suốt trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã loan báo về cái cuộc hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 tại hội trường chùa Liên Hoa. Trong đó có rất nhiều những tù nhân lương tâm đến từ khắp nơi, như luật sư Nguyễn Văn Đài đến từ Đức Quốc, là điếu cày Nguyễn Văn Hải từ Nam California, vân vân. Và tại Houston của chúng ta thì có chị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vì thế cho nên chúng tôi mới có cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Thì trước cái sự gặp gỡ sắp tới với những người cùng tranh đấu thì Như Quỳnh nghĩ như thế nào? Có lẽ là có lần đầu tiên có một cái buổi tụ họp của rất nhiều người từ khắp nơi về thành phố chúng ta. Dạ, em thì em nghĩ đây là một sự kiện rất đáng được chú ý, bởi vì có thể nói là lần đầu tiên mà toàn bộ những tù nhân lương tâm bị tống xuất có cơ hội ngồi chung với nhau. Và có thể qua lần gặp gỡ này thì quý khán thính giả rồi những người theo dõi sẽ hiểu hơn tâm tư cũng giống như con đường và những công việc mà họ đã làm. Và đây cũng là một trong những hình thức cho thấy, cho cộng sản thấy rằng họ chiêu thức vô hiệu hóa những người tranh đấu bằng cách tống xuất họ đi nước ngoài có thể sẽ không còn hiệu quả trong thời gian tới nữa. Như Quỳnh có nghĩ là sau cái dịp này có lẽ có một sự liên kết giữa các người đấu tranh ở khắp nơi, bởi vì con số này cũng khá đông, để cùng làm việc chung không? Hay là mỗi người có một đường lối hoạt động riêng? Thực ra thì em nghĩ chuyện liên kết đó, nó phải tùy dựa trên cái mục tiêu. Tại vì mà như trong đó cái chủ đề em chọn đó chính là cái chủ đề nhìn lại mục tiêu chống cộng, tại vì đó chính là cái mục, cái mình xác định cái mục tiêu quan trọng thì mình chọn cái cách đi nào ngắn nhất để tiếp cận mục tiêu. Và em cũng không có nghĩ rằng là người Việt đấu tranh không liên kết, mà chẳng qua vì việc chọn mục tiêu và việc nhìn nhận nó khác nhau thì chọn con đường nó khác nhau thôi. Đương nhiên ai cũng mong muốn nhìn thấy cái cuối cùng là Việt Nam có tự do dân chủ, người Việt Nam được sống hạnh phúc giống như bao nhiêu quốc gia khác. Người tranh đấu thường thường mắc phải một cái mà không có người bình thường nào vượt qua ngoài Chúa Phật, đó chính là về cá tính. Cho nên muốn mà ngồi lại với nhau thì thường về mặt mình phải tu thân, về mặt cá tính thì mới ngồi với nhau dễ hơn ạ. Dạ vâng. Thôi bây giờ thì ngoài cái chuyện mà nói về cái mục đích của cái buổi hội đàm thì chắc là nhiều quý khán giả tại Houston này cũng muốn biết thêm một cái đời sống riêng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như thế nào. Có thấy hội nhập của xã hội Mỹ dễ không hay là khó? Dạ, cái đời sống hàng ngày như thế nào? Thực ra thì em thì kiểu là thuộc dạng người quăng ở đâu cũng sống được, cho nên em cũng không có thấy khó khăn trong chuyện hội nhập. Cái vấn đề khó khăn nhất đó là sức khỏe nó bị giảm sút sau một thời gian chỉ ngắn thôi, nhưng mà mình phải lấy lại cái nhịp sinh học và khôi phục lại sức khỏe là khó nhất, thì dần dần đã được cải thiện rồi. Và cái khó hơn nữa là phải ổn định tinh thần cho mẹ, bởi vì tất cả quý vị rồi anh Dương Phục cũng biết rằng là một người già đã quen với cái nếp sống quay quần con cháu anh chị em xung quanh rồi, bây giờ qua bên Mỹ thì cái đó sẽ là một cái cú sốc rất là lớn. Cho nên cái khó nhất là chuyện đó, và cũng đang được giải quyết dễ hơn.
còn à, cuộc sống bình thường thì hai đứa nhỏ có vẻ là nguồn an ủi và là kiểu giống như là thách thức, tại vì những người lớn sẽ nhìn vô cách hai đứa nhỏ hòa nhập để mà phải đi theo, cho nên nó cũng đang bắt đầu tốt hơn rồi ạ. Vâng, có lẽ những người già thì quả như là mẹ Nấm nói, nó khó khăn hơn những người trẻ. Thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ, thứ hai vấn đề hàng xóm láng giềng, nó không như ở Việt Nam. Ở Việt Nam cụ có thể đi bộ sang bên làng xóm ngồi nói chuyện, hay là đi xích lô đi rồi nó thấy nó thoải mái và quen thuộc hơn. Như ở bên này thì thấy nó gò bó, đi đâu cũng phải đi xe chẳng hạn, không biết lái xe, rồi không rành tiếng Anh, thì cũng cũng kể ra là một điều khó cho những người già nói chung, chứ không phải riêng thì gia đình mẹ Nấm. Nhưng mà tụi trẻ thì nó hội nhập nhanh lắm, phải không? Các cháu đi học bình thường bây giờ phải không? Vậy tiếng Anh chắc cũng rành lắm rồi. Nấm, bé Nấm thì học cũng khá là giỏi. Và ở năm ngoái, mặc dù là chỉ có vào sau các bạn gần nửa năm học, nhưng mà đi thi một cuộc thi ở Houston này là cuộc thi làm thơ bằng tiếng Anh và được giải nhì. Của trong các trường học thì Nấm nó có một cái ký ức nó khá là buồn ở Việt Nam, cho nên em cũng đang cố ghi lại những hình ảnh của con trong cái thời gian này, rồi sẽ so sánh lại với hình ảnh mà không có em ở nhà trong 2 năm trước. Đúng sẽ rồi. Làm ra một cái phim ngắn ngắn cho quý vị quan sát. Tại vì đối với một người hoạt động, những thứ mà chịu ảnh hưởng xung quanh họ là gia đình thì ít người nhìn thấy lắm. Và qua cái câu chuyện của em bắt đầu bằng những cái phim nhỏ nhỏ ngắn ngắn như về bà ngoại em, về những người xung quanh trong gia đình, thì em chỉ mong cộng đồng bên ngoài và kể cả những anh em trong nước nữa sẽ nhìn vào câu chuyện của chính em, của gia đình em, để hiểu rằng là tất cả những người ở Việt Nam đều bị đặt vào vai trò đấu tranh và họ sẽ lựa chọn như thế nào. Và câu chuyện của mỗi người, dù là đứng tuyến đầu tranh đấu hay là đứng đằng sau người tranh đấu là người thân trong gia đình, cũng đều là một ví dụ sinh động cho một bức tranh mà ở đó sau hơn mấy chục năm với cái Mỹ từ giải phóng thì người ta cũng chưa thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Hy vọng rằng là sẽ được sớm xem những cái cuốn phim đó, bởi vì trước đây cũng đã có một cuốn phim về bà ngoại cũng như là về Nấm với Gấu mà do Voice, do Trịnh Hội đã thực hiện và cũng được phổ biến khá mạnh mẽ, làm cho nhiều người rất là náo nức muốn biết thêm. Dạ, thật ra thì nhóm We Production của Dân Làm Báo là cái nhóm mà em làm việc từ xưa đến giờ thì cũng đã phát thành cái phim ngắn là Bà Ngoại Tôi trên trang Dân Làm Báo. Một cái phim ngắn chỉ có 6 phút thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Ở hải ngoại này thì người Việt sống rải rác khắp nơi, các tiểu bang, rồi là ngay trong thành phố cũng vậy, sống xa cách nhau chứ không phải liên hệ với nhau mà mỗi ngày như ở Việt Nam. Thành thử cái phương tiện truyền thông, nói chung phát thanh, truyền hình, phim ảnh là một lợi khí khá là mạnh mẽ. Chính vì thế mà trước đây đã có những nguồn tin là có Cộng sản Việt Nam muốn dùng những ân khoản thật lớn qua những cái nghị quyết 6 để mà có thể làm những đài phát thanh, những đài truyền hình và những cái phim ảnh tại hải ngoại. Thì phải là nói ở đây nó cũng là một phương tiện nguy hiểm, bởi vì là những đài truyền hình hiện nay của Việt Nam ở khắp nơi cũng chiếu những phim ở Việt Nam gần như là hàng ngày. Bởi vì em thì em nghĩ qua cái phim ảnh đó, đa phần những người Việt mình, em nghĩ trong nước hay ngoài nước gì cũng vậy,
cái thái độ đối với chính trị cũng còn rất là thờ ơ, không chỉ là trong nước mà cả cộng đồng mình bên ngoài này cũng vậy. Những ai mà sinh hoạt trong cộng đồng suốt thời gian dài thì sẽ thấy rất là khó để có nhiều. Tại sao mình gọi đi biểu tình chống Trung Quốc chẳng hạn thì có rất ít người, nhưng mà kêu đi kêu coi Đàm Vĩnh Hưng hay là bất kỳ ai đi hát thì nó lại là khác. Đó là những lựa chọn cá nhân mà mình phải tôn trọng thôi. Tuy nhiên em không có phủ nhận rằng là những cái hình ảnh đời thường trong phim ảnh mà đang được trình chiếu, nó cho người ta thấy một cái bức tranh là Việt Nam bây giờ cũng có nhà đẹp, cũng mặc quần áo, cũng đâu có thua gì bất kỳ đất nước nào. Và chính vì cái hình ảnh đó nó tạo cho người ta cái tâm lý yên thân, chỉ biết là làm ăn kiếm tiền rồi biết quanh quẩn trong gia đình mình thôi. Và nó dẫn tới cái tâm lý thờ ơ bỏ mặc xã hội. Đời sống của bà ngoại hiện nay về phương diện mà hồi đó mình còn nhớ là mới gặp cụ lần đầu tiên, cụ có tỏ ra ao ước là được ở gần nhà thờ để được lưu lễ hàng ngày. Thì bây giờ về phương diện đó như thế nào? Dạ, hiện tại thì một tuần đi lễ một lần vào thứ bảy hoặc hai lần là thứ bảy chủ nhật. Và mẹ em cũng quen dần với cái việc là ở bên này không thể làm chuyện mình muốn được. Và mẹ thì muốn đi lễ tiếng Việt để cho hai đứa nhỏ nó không có quên tiếng Việt, cho nên cả nhà sẽ cố gắng làm gì thì làm, một tuần cũng phải thu xếp đi lễ bằng tiếng Việt một lần. Và sau khi mà gia đình tạm ổn định thì bà ngoại lại bắt đầu thấy vui vẻ rồi. Đã vì mẹ em cũng có thể lái xe. Vậy cũng có cô lái... không bị say xe nữa. Dạ không, lái xe vẫn vừa lái vừa say à, nhưng mà vì say xe cho nên rất là hạn chế đi, nhưng mà cũng có thể lái xe đi chợ, có thể lái xe đến nhà thờ. Và sẽ lái đi những lúc không có em thì cũng có thể giúp đưa nắm đi học. Và bà ngoại thì cũng đi thể dục rồi ra quanh quanh hàng xóm nói chuyện bằng tiếng Anh với hàng xóm. Cũng bắt đầu quen mình rồi ạ. Mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em sinh năm 1956. Còn trẻ mà. Như vậy thì còn thua tuổi mình nữa. Vâng, hồi nãy thì mẹ Lấm có nhắc tới cái chuyện mà cuộc biểu tình thì là ít người, Đàm Vĩnh Hưng nghe thì đông. Thì cái chuyện đó cũng là một cái vấn nạn ở bên này, cũng chẳng biết làm sao được. Những cuộc biểu tình được tổ chức thường xuyên ở khắp mọi nơi chứ không phải riêng thành phố chúng ta, bao giờ nó cũng ít người. Kỳ trước thì em Mẹ Nấm biểu tình trước tòa đại sứ thì cũng Trung Cộng thì có xem cái video đó, thấy cũng khá ít người. Dạ, thực ra đối với những người hoạt động sẽ có những cuộc biểu tình đông người và sẽ có những cuộc biểu tình ít người. Con số đôi khi nó cũng không có nói lên chuyện gì hết. Nhưng mà đặc biệt khi đối với cái lần này thì với cái việc mà Biển Đông đang căng thẳng, bãi tư chính của Việt Nam thì bị Trung Cộng xâm lấn, nhưng mà cái thông tin trên báo chí của Việt Nam mà người dân Việt Nam đọc nhận cũng không đủ. Và quan trọng hơn nữa rằng là chính vì sự đàn áp và hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản khiến cho người dân rơi vô cái tâm lý là để đảng và nhà nước lo là tâm lý bình thường của người dân trong nước. Còn tâm lý của một số người hoạt động tranh đấu thì xưa giờ đảng nói đảng lo, bây giờ thì tự lo đi. Nhưng mà quan điểm của em là đất nước là của mình, quê hương là của mình, không thể bỏ mặc cho đảng Cộng sản được. Và mặc dù mình có thể không ưa đảng Cộng sản, nhưng mình phải nhớ một điều rằng là đảng Cộng sản nó cũng chỉ là một đảng cai trị và quyền lực cũng sẽ phải chấm dứt ở một thời điểm nào đó. Và nếu chúng ta gọi là chúng ta tranh đấu cho tự do hay dân chủ hay cho tất cả các giá trị tốt đẹp, nhưng mà quê hương, cái mảnh đất mà nơi mình sinh ra nó không còn tồn tại nữa mà nó rơi vào tay Trung Cộng, thì chúng ta tranh đấu cho cái gì?
Cho nên dù như thế nào, và qua những gì đã diễn ra ở Houston, em đã đi biểu tình tới 4 lần. Và từ hai người đầu tiên là hai chị em và blogger Hành Nhân, cho đến 11, 12 người, cho đến 5, 7 người là những người bạn trên Facebook của em thôi. Nhưng mà khi chọn cái chiến thuật là đi biểu tình vào ngày thường, đúng rồi, thì chính, ngày thứ tư, dạ, và cái ngày là đi làm, dạ, vào ngày thường, thì nó, em nhận thấy một điều rằng là chính lãnh sự quán Trung Cộng ở Houston này, họ buộc phải sử dụng rất là nhiều chiêu thức để đối phó với tụi em. Chẳng hạn như lần đầu tụi em đi có hai người cầm hai cái bảng đứng phía bên góc đường này, thì bắt đầu khi mà dân đi xin visa hay đi làm thủ tục ở lãnh sự quán, họ đứng ngoài họ nhìn, và bắt đầu có một số người đến hỏi. Thì sau khi mà mình đi từ hai người thì chưa có kinh nghiệm, bắt đầu đi 4, 10 người, 5, 7 người thì có kinh nghiệm, in băng rôn to hơn, in banner to hơn treo lên. Thì sau khi những cái banner to mà đầy màu sắc treo lên, thông điệp rất dứt khoát treo lên, thì người dân người ta đi tới. Thì bên Trung Cộng, thứ nhất là họ bắt đầu giờ mà mình đi biểu tình họ đóng cửa, họ không mở cửa. Và nếu như mà mình lùi cái giờ biểu tình lại chút xíu, thì thay vì bắt người ta xếp hàng phía trước, họ tống hết dân vô trong để không nhìn, không nói chuyện với những người biểu tình. Rồi cái việc mà họ không cho mình treo banner trên những cái hàng rào, dù trước đó nó rất là dễ dàng. Rồi kể cả sự quan tâm từ phía Hoa Kỳ cũng vậy, mức độ an ninh cũng được tăng lên, có cả FBI rồi Federal Police đến quan sát và chụp hình những cái banner. Trong bối cảnh giữa cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, và bất kỳ động thái nào phản kháng của người Việt dù nhỏ hay lớn, và các thông điệp rõ ràng, em nghĩ cũng sẽ được ghi nhận. Chính vì như vậy cho nên nhiều anh chị em nói với nhau, dù chỉ có một mình nhưng với con tim và tấm lòng yêu nước, chúng ta sẽ đi. Và không phải chỉ ở Houston, ở Los Angeles, ở Đức, ở Washington DC, các anh chị em khác và những người mà cảm thấy rằng là tôi đọc cái thông điệp của những người Việt yêu nước, tôi đọc cái thông điệp này tôi cảm thấy tôi muốn xuống đường, thì đều có thể, mọi giờ khác, mọi giây phút, chứ không có cần gì là phải theo nhóm hay theo ai. Thật quả là một cái kỹ thuật biểu tình mới. Rất là bình thường thì ở đây hay tổ chức vào ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật, tại vì mình hy vọng là người ta rảnh không phải làm, đến tham dự cho nó đông hơn. Nhưng mà cái kiểu mà mẹ nấm nói cũng đúng, là thường thường là thứ bảy chủ nhật các tòa đại sứ họ đóng cửa, thành thử họ cũng chả cần gì. Thành ngày thường như kỳ trước là mà ngày thứ tư nhìn thấy vắng vẻ quá, nhưng mà cái phương tiện truyền thông bây giờ nó tiến bộ, email rồi live stream rồi video nó đầy ra, thì những người ở xa cũng có thể theo dõi được. Dạ, thực ra thì nguyên tắc của một cuộc biểu tình nó không chỉ diễn ra ngay tại cái thời điểm biểu tình, mà là còn khán giả và những người quan sát là những người trên toàn thế giới nữa. Thì khi anh em làm như vậy với một cái thông điệp rằng là người Việt sẽ không bao giờ từ bỏ mảnh đất, từ bỏ quê hương của mình, và ở đó tất cả các anh em trong nước, thậm chí em quên kể là cũng có một nhóm anh chị em ở Nha Trang cũng đi cầm thông điệp đúng như vậy, nhưng mà không có cùng ngày. Thì ở ngay cái khu vực có khách Trung Quốc rất là đông, tại khu vực cà phê Hòn Chồng, thì có 5 anh em chụp những cái biểu ngữ với cái tiêu đề như là Trung Quốc cút khỏi vùng biển của Việt Nam, yêu cầu Việt Cộng phải khởi kiện Trung Cộng. Thì những anh em đó là bị tịch thu mất biểu ngữ và bị mời về đồn ở ngay Nha Trang. Thì như vậy nó sẽ cho người ta thấy một điều rất là rõ ràng, là Đảng Cộng sản không có thực tâm bảo vệ chủ quyền, họ chỉ lo đối phó với người dân thôi. Và từ đó, từ những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy, thì sẽ có rất là nhiều người thức tỉnh. Em tin là như vậy. Vâng, cuộc biểu tình cái tinh thần đó là quan trọng, nó có cái tính cách lây truyền. Cũng giống như ở Hồng Kông bây giờ, nó chưa bao giờ thấy cuộc biểu tình là vĩ đại như vậy. Nhưng mà nãy mẹ nấm có nói tới tổ chức ngày thường như là một kỹ thuật mới, cũng nhắc tới cái chuyện là Đàm Vĩnh Hưng để sao đông hơn những cái cuộc biểu tình. Thế từ hiện nay cũng
cũng nói về cái phương diện mà sinh hoạt cộng đồng Việt Nam đó, có nhiều người chủ trương là không về Việt Nam, không du lịch Việt Nam, bởi vì như thế là một cách nghĩa là tiếp tay về phương diện kinh tế. Nhưng mà có những người thì thấy là nhớ quê hương, muốn về Việt Nam thăm bà con, vân vân. Thì hai nhóm đó thường lại có những cái chống đối lẫn nhau, mà nhiều khi chống đối nó mạnh mẽ quá, nó dữ dội quá. Đôi khi có những cái email qua lại mà tất cả ai cũng đều đọc là đâm cái chuyện như là xỉ vả lẫn nhau đó. Thì mẹ nó nghĩ sao về chuyện này? Có chống những người về Việt Nam không? Thực ra đối với em, về Việt Nam hay không về Việt Nam, nó không phải là hành động chống cộng sản, nó chỉ là thái độ đối với cộng sản thôi. Tại vì mình có về hay mình không về vậy thì cộng sản nó cũng còn ở đó mà. Tại vì mình ghét hay không ghét gì thì nó cũng còn ở đó. Mình nhìn như vậy để mình tôn trọng được cái tình cảm của những người khác. Bởi vì có thể những người khác, người ta về Việt Nam không phải vì người ta thích ăn chơi ở Việt Nam, mà bởi vì ở đó có họ hàng, anh em, gia đình là kỷ niệm của người ta. Mình phải tôn trọng như vậy. Nhưng mà về với cái kiểu nào? Về để nhìn thấy đồng bào mình, đồng hương, anh chị em, những người còn ở lại, người ta đang sống trong môi trường tồi tệ như thế nào so với cái bầu không khí tự do của mình đang sống. Sau khi về thì mình có dành thêm được chút xíu nào thời gian của mình ở bên Mỹ, khoảng thời gian hiếm hoi nào trong những ngày bận rộn của mình để tiếp tục tranh đấu cho tự do của Việt Nam hay không thì lại là chuyện khác. Về Việt Nam ăn chơi thì nó lại là một cái lựa chọn đơn giản rồi. Và em thì em không có chống bất kỳ người nào hết, về hay không về em không có chống, bởi vì em nghĩ đó là lựa chọn cá nhân. Mà thực ra nếu mà mất thời gian đi chống những người như vậy thì em lại xa rời bớt, mất dành khoảng thời gian đó của mình bớt mất để làm những chuyện có ích. Cho nên em nghĩ về hay không về Việt Nam nó không phải là câu trả lời cho cái thái độ của một người đối với chế độ cộng sản. Có những người, người ta về để người ta biết rõ cái gì đang diễn ra và người ta chống chính xác hơn. Cũng có những người không về nhưng mà dành cái phần tiền của mình đó để giúp cho anh em ở Việt Nam. Nó đều là những lựa chọn mà tùy theo cái mục đích của mình nhìn để từ đó mới thấy rõ hơn rằng là cái lựa chọn của mình nó có làm suy mòn, có làm giảm yếu sức mạnh của cộng sản hay không. Sở dĩ mới hỏi mẹ lắm câu hỏi đó là bởi vì cộng đồng người Việt tại Houston hiện giờ đương có những cái chuyện mà nó khá là lục đục với nhau trong nội bộ. Mà một trong những cái điểm mà nội quy của cộng đồng là nếu đã về Việt Nam thì không được quyền ra tranh cử chức vụ trong cộng đồng. Đó là một cái điểm mà gay cấn. Có nhiều người vẫn về Việt Nam và vẫn làm đại diện cho cộng đồng người Việt tại đây trong cái hội đồng đại diện cộng đồng, thì nó là một cái vấn đề nó khá phức tạp. Thực ra em nghĩ đây là một vấn đề mà cộng sản nó rất là vui, vì nó chẳng cần làm gì hết mà người Việt tự sâu xé nhau, làm giảm bớt sức mạnh của mình ngay bên nước ngoài. Tại vì nếu cho em nhìn cái việc này, em nghĩ những người mà đại diện trong cộng đồng ở đây nếu có về Việt Nam, họ về để làm gì? Nếu về để giúp cho trẻ em vùng sâu vùng xa, hay để làm những cái chuyện mà họ cho rằng là nó sẽ giúp làm suy yếu sức mạnh của cộng sản, thì mình phải ủng hộ cái chuyện về đó. Và mình cũng phải, mình là con người, mình phải tôn trọng cái cảm giác, cảm xúc, tình thân. Con người phải có mối dây liên kết với quê hương, với quê cha, đất tổ, với anh chị em, họ hàng. Chỉ có Hồ Chí Minh, con người không có thuộc về, không phải là một con người có thật, không phải là người Việt Nam, thì mới có thể làm cái chuyện là không bận tâm tới gia đình, họ hàng, quê hương thôi. Còn bất kỳ con người nào bình thường cũng phải có mối dây liên kết với nơi mình sinh ra hết. Cho nên chọn về hay không về nó chỉ là thái độ để chống cộng sản, chứ không phải là hành động để chống cộng sản. Mà cộng sản chỉ có thể sụp khi người ta có hành động thôi.
À, vâng, trong số những các chủ nhân mà lương tâm có mặt tại Houston kỳ này thì có cả luật sư Nguyễn Văn Đài, điếu cày Nguyễn Văn Hải, mục sư Nguyễn Công Chính, vân vân. À, sang đây thì có những người hoạt động được mặt bởi vì có điều kiện, có những người không, tức là cứ bị chìm dầm, bị mài mòn với cái đời sống phức tạp ở hải ngoại, rồi cũng nhiều khi cũng ngại nữa. À, ra cộng đồng mà nhỡ chẳng may rồi có một người nào chỉ thích mình thì sao? À, tại vì cũng như là mẹ Nấm vừa nói đến thần tượng Hồ Chí Minh ở Việt Nam của Đảng Cộng sản, bây giờ thì ai, những người chiến đấu được tù ghét, thí dụ như Cù Huy Hòa Vũ chẳng hạn, ông ấy không, ông ấy chống Đảng Cộng sản nhưng mà ông cũng có những cái bài mà kính trọng mà Hồ Chí Minh chẳng hạn như vậy, thì mẹ Nấm sao? Thực ra thì anh Dương Phục vừa hỏi đúng một cái chủ đề mà em vừa mới viết xong. Tại vì thần tượng Hồ Chí Minh nó là một kế hoạch rất bài bản và rất tinh vi của Cộng sản. Mà với kinh nghiệm là một người coi như là sinh ra trong đúng chế độ xã hội chủ nghĩa, rồi bị giáo dục đúng cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa luôn, thì từ nhỏ chút xíu, chính những người nhỏ như em á, cái chữ Bác Hồ nó đi vô đầu một cách rất tự nhiên, bởi vì giáo dục nó như vậy và ai cũng gọi như vậy hết. Những người xung quanh nói đến Hồ Chí Minh mà tầm tuổi con nít thì sẽ không có nói là Hồ Chí Minh mà nói là Bác Hồ, và cái chữ Bác Hồ đó nó cứ đi vô đầu người ta thành một cái thói, thành một cái nếp tư tưởng. Cho nên cái chuyện mà người ta nhìn Hồ Chí Minh là thần tượng cách đây vài chục năm không có gì là lạ. Nhưng mà với Internet thì những sự thật được phơi bày như là Hồ Chí Minh ăn cắp thơ, rồi trong cải cách, em nói đến cái phần Nguyễn Ái Quốc trước đi, cái thời gian mà ở trong tù thì ăn cắp thơ. Rồi cái lớn nhất đó là Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù Hồng Kông, theo báo của báo tạp chí Cộng sản của Pháp đăng, rồi chính Đảng Cộng sản cũng đăng lại nữa. Thì chết từ thời điểm đó thì Hồ Chí Minh thật sự là ai? Và mình chỉ cần nhìn một cái mấu chốt đó thôi. Nhưng mà nói thật, khi mặc dù là em nè, em có điều kiện đọc Internet nè, nhưng mà em vẫn mù mờ về chuyện đó. Khi mà em đọc những thông tin như vậy, em nghĩ chắc do phản động đưa ra. Em vẫn còn cái suy nghĩ đó, tại vì cái tâm lý mà mình bị nhồi sọ nó rất là lâu. Cho đến một ngày anh bạn của em, anh nói, em nhìn lại đi, không có một con người bình thường nào mà người ta không nhớ tới quê cha đất tổ, không nhớ anh chị em, mà một người bình thường mà không thể nào, không có bạn học, không có anh chị em, chỉ nhìn như vậy thôi. Thì xét khi mà người bạn đưa vấn đề cho em để xét trên cái góc cạnh con người, thì tự nhiên đến lúc đó tự nhiên thần tượng Hồ Chí Minh trong lòng em sụp đổ, và sự thật nó lúc này là nó chiến thắng. Cho nên nếu mà mình nói với điều kiện Internet, với toàn bộ những dữ kiện đã được bày ra trên bàn, và đặc biệt là với những dữ kiện riêng về cải cách ruộng đất và những hành động của Hồ Chí Minh ở ngay cái thời điểm đó, như là dùng bút danh CB để đấu tố bà Cát Hanh Long, hay là mặc dù ra lệnh giết bao nhiêu người đó rồi lại dùng khăn chấm nước mắt khóc, mình có thể thấy đó hoàn toàn là một cái kịch bản. Mà nếu như không muốn nhìn nhận đó là một nhân vật tội đồ lịch sử, thì mình phải xem lại rằng là giống như có những con ngựa suốt đời nó chỉ thích bị bịt mắt để nhìn thấy một con đường thôi, và họ không muốn nhìn qua hai bên nữa. Thì cái này nó là nhận thức, và từ nhận thức này nó sẽ dẫn tới cái mục tiêu dấn thân, đấu tranh và hành động của mỗi người. Cho nên cho dù như thế nào thì chưa nhận thức được Hồ Chí Minh là nhân vật tội đồ của lịch sử, thì chứng tỏ rằng là kiến thức cũng giống như là mục tiêu tranh đấu, nó không có nghĩa lý gì hết. Tại vì anh thần tượng một điều giả dối, anh thần tượng một cái hình tượng không có thiệt, thì nó không có gì để gọi là đáng trân trọng cái lý tưởng nhé. Vâng, đúng như vậy. Có mấy người có nói với tôi là trong mấy cái cuốn phim hồi đó tôi có phải đi tù cải tạo đó, thằng nó bắt coi những cuốn phim ở Bác Hồ trên hang Bắc Bó rồi đánh máy, nhưng mà rồi nhìn lên nhìn xuống, nhưng mà tránh nhìn vào cái ống kính, rồi là phải quay lại nhiều lần cái cảnh đó, hoặc là
ông đi đâu mà cưỡi ngựa ở trong rừng mà lại có máy quay phim theo dõi, quay được những cảnh đó. Thành ra hồi đó nhiều người đã đem chuyện đó ra chế giễu rồi, cũng như là nói là tiểu sử Hồ Chí Minh do Trần Dân Tiên viết, nhưng mà cuối cùng thì hình như cũng chính là ông viết cái đó, viết tự viết tiểu sử của mình. Thì đó cũng nghe là mình thêm về những cái điều mà nó khá là buồn cười và ngớ ngẩn. Tuy nhiên bây giờ thì những cái người mà sắp sửa về đây ngày 8 tháng 9 đó, thí dụ như anh Việt Khang rồi ông là Sư Đài Điếu Cày chẳng hạn, thì mẹ ông có gặp lần nào, có liên lạc trước đây chưa? Dạ em thì chơi khá là thân với anh Việt Khang, vì đã từng lúc em vừa qua là đã gặp anh Việt Khang ở đây rồi. Những người như anh Trương Quốc Huy hay anh Điếu Cày thì Đúng. cũng đã gặp ở Cali. Có anh Nguyễn Văn Đài thì em chỉ gặp có một lần lúc ở Việt Nam, ở Hà Nội thôi, và không có gặp sau đó. Mục sư Nguyễn Công Chính thì em có gặp trong tháng 5 vừa rồi đi Washington DC. À, tháng 7 mới vừa rồi nữa À, là đúng hội rồi. nghị mà tự do tôn Tôn giáo, giáo em đúng có rồi. gặp ở DC. Và dạ, cũng có gặp một vài lần. Như vậy mẹ nấm cũng đi khá nhiều nơi, đi Washington DC, đi California, Bắc Nam Cali, San Jose, Orange County và nhiều nơi khác nữa, thì thấy cái sự mà mọi người đó đón chào mình như thế nào, cũng và người ta đặt câu hỏi trong những cái buổi thuyết trình nó có gì mà hài lòng không hài lòng, có những cái câu nào có vẻ như là không được, nghĩa là thấy người ta có cảm tình hay không cảm tình qua cái đó không? Dạ, em đi cũng khá nhiều. Và thực ra thì mình ở đây mình quay lại chữ cộng đồng. Đối với em, cộng đồng là những người như anh Dương Phục, chị Thanh Thủy, là những người mà em gặp ngoài đường, là bà con em đi chợ, là những người mà em gặp ngoài đường. Và em không, hoàn toàn em không có mất niềm tin vào cộng đồng. Bởi vì khi ở đây chúng ta, đôi khi chúng ta nói về chữ cộng đồng, chúng ta hay lầm lẫn là một vài người đại diện cho cộng đồng thì chúng ta nghĩ đó là cộng đồng, và ở bên Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà em muốn nói rằng là cộng đồng đó Mình nói là là, cộng đồng chia rẽ quá. dạ, cộng đồng chia rẽ quá, đó là chỉ là vài người có chức vụ chia rẽ và nó tạo ra hình ảnh cộng đồng. Còn đối với em á, nhiều người hỏi cộng mấy bạn ở bên Việt Nam lo cho trường hợp của em và nói cộng đồng bên đó phức tạp. Em mới nói có gì đâu phức tạp, đi ra chợ thấy bác kia ôm hung khóc, rồi đi ra ngoài kia thì thấy em trai nó đi du học, nó ra nó cầm đồ giùm cho, nó vỗ vai nó kêu chị cố lên, em ngưỡng mộ chị. Đó chứng tỏ rằng là người Việt mình ở khắp nơi vẫn đau đớn về quê hương. Đừng có nhìn vô ba cái vụ cãi vã một chút xíu rồi nói là cộng đồng bên này người Việt không có ai ghét hết Nhưng em. mà có bao giờ mẹ nấm bị những cái thái độ đặt những câu hỏi hóc búa không? À, dạ có. Dạ, một trong những câu hỏi hóc búa là của Phố Bonsa TV lúc em đi Cali. Và một cái câu hỏi đó thì nó nói là cái gì mà liên quan đến có hai chữ là lật đổ chế độ cộng sản á. Thì em có nói rất là rõ ràng rằng là khi mà nói lật đổ mà mình không có gì trong tay thì mình lật đổ kiểu nào. Cho nên mình phải làm sao để giúp cho người dân có quyền tự quyết định, và đảng cộng sản sẽ ra đi khi người dân quyết định ai là người thật sự. Lúc đó em chưa có biết Phố Bonsa TV là ai, là cái gì, cho nên em nghĩ bà con hỏi thì mình sẽ trả lời. Nhưng mà sau đó với cái sự cố là cắt ghép, cắt hết một khúc ra, chỉ nói một câu thôi, một câu trong một nguyên một câu trả lời dài của em, thì em có kinh nghiệm hơn. Nếu mà Phố Bonsa TV bây giờ hỏi lại câu đó thì em cũng sẽ trả lời bằng một câu hỏi: anh có thấy cộng sản xấu không? Và nếu như cộng sản xấu thì phải, cái gì xấu thì sẽ phải ra đi thôi. Em sẽ trả lời ngắn gọn thôi chứ không phải là nói hết lòng mình giống như hồi ở Cali để bị gọi là trở thành chủ đề của rất nhiều người. Nhưng mà thực sự thì qua đó đối với em thì nhiều người nói đó là vạ miệng, nhưng em thì em không có nghĩ đó là vạ miệng. Bởi vì khi em đưa nguyên cái câu trả lời đó khoảng 30 giây, khoảng gần 1 phút trả lời, đưa lên lên chính trang Facebook cá nhân của em, thì em nhận được sự đồng tình và sự tin yêu của chính những người trong nước nhiều hơn. Và đối với em, đó là một cách phản đòn khá hiệu quả. Bởi vì người những
Bởi vì có thể biết đâu được rằng là Cộng sản cũng đang muốn dùng những cái thủ thuật tuyên truyền của phố Bonsai TV để cho người ta thấy rằng là cô này cũng không chống Cộng sản. Nhưng khi câu trả lời của em đặt đúng vị trí rõ ràng thì những người trong nước sẽ nhận thấy rằng là bạn Quỳnh bạn luôn đứng bên cạnh mình trong mọi cuộc chiến. Cho nên em không có cảm thấy khó chịu. Em chỉ cảm thấy hơi mệt là nhiều người hỏi quá làm em hơi mệt thôi, chứ em không có cảm thấy khó chịu. Phố Bonsai ra là cũng là một cơ quan truyền thông được biết tiếng lắm ở đây. Khắp nơi chứ không phải riêng gì ở bên California đâu. Thành ra người ta cũng hay so sánh cái chữ tiếng tăm lệ tăm tiếng đó, nó khác nhau. Vâng, thì mình cũng bàn nhiều về những cái chuyện là phương tiện truyền thông ở đây, email, live stream, rồi video, nó là một cái con dao hai lưỡi. Thành ra nhiều người bảo là email thời buổi này dễ quá, ai cũng có thể làm báo được, cứ ngồi nhà gõ gõ thì bấm một cái con chuột thế là nó đi khắp thế giới, muốn chửi ai cứ việc chửi thôi, chẳng biết là ai là cái người viết cả. Nó tạo nên một tình trạng khá là phức tạp lắm, thành thứ làm cho nhiều người mà muốn tranh đấu, muốn có tiếng đâm rụt rẻ, ngại lắm. Mình ra quân thì chẳng phải đầu phải tay thì sao, có bao giờ mẹ nấm ngại như vậy không? Dạ, thực ra thì đến bây giờ là gần 10 năm em hoạt động, và có 7 năm em dành để sinh hoạt cùng với anh em trong trang Dân Làm Báo. Và bắt đầu từ những ngày đầu khó khăn cho đến bây giờ là Dân Làm Báo 9 tuổi, thì em vào 7 năm em vào sau anh em. Nhưng mà em nhận ra một điều rằng là tạo ra sự hỗn loạn, ngoài cái việc khả năng phân tích thông tin của người đọc kém, ngoài cái việc thiếu trách nhiệm với quyền tự do ngôn luận của mình, thì nó còn cho thấy rằng là chúng ta chưa có một cái chiến lược tổng thể nào để đối đáp với chiến dịch truyền thông, với hệ thống truyền thông của Cộng sản hết. Và khi anh em Dân Làm Báo mà xác định được cái mục tiêu như vậy, thì cho dù rất lẻ loi từ thời buổi ban đầu cho đến bây giờ, khi mà Dân Làm Báo trở thành một cái sân chơi, một cái diễn đàn mà ở đó người ta ẩn danh, không có ai biết ai trong Dân Làm Báo ngoại trừ ban biên tập và các anh em lo phần kỹ thuật thôi, thì qua những gì mà qua cái kinh nghiệm khi em làm với Dân Làm Báo á, em thấy một điều rằng là mình cứ tin vào những gì mình làm và mình cống hiến, mình dành hết cuộc đời của mình cho một cái mục tiêu rất rõ ràng, đó là chiến đấu với hệ thống truyền thông làm suy yếu trụ cột truyền thông của Cộng sản bằng cách đưa tin trung thực, cổ suý cho quyền tự do ngôn luận và hướng người viết, hướng những người yêu chuộng sự văn minh đi theo một cái nếp. Mình cứ nghĩ chúng ta là những người mở đường, chúng ta là những người đặt viên đá đầu tiên. Trên tinh thần đó thì em không có thấy mệt, mà em cảm thấy hiện nay với sự tham gia của càng lúc nhiều bạn trẻ hơn vào Dân Làm Báo và nhiều người trong nước hơn, thì em phát hiện ra rằng là khi mà mình đặt rõ ràng một cái chiến lược truyền thông để đấu thì nó không có quá khó và nó cũng không có hỗn loạn. Đương nhiên khi mình có sẵn mục tiêu như vậy rồi, mình đi đúng một đường thôi, mình không có mất thời gian tranh cãi. Em bây giờ đi qua được cái đoạn mất thời gian đọc những thứ gây tranh cãi. Đúng như vậy. Hồi nãy nhắc trên phố Bonsai thì nhất ở Cali thì có rất quy tụ rất là nhiều nhân tài hiểu theo nghĩa khác nhau, mà mỗi người chỉ cần có một máy quay phim, một cái laptop là có thể làm chủ đại được rồi. Chị Tạ Phong Tần cũng có một cái YouTube riêng mà hàng ngày chị nói đủ thứ chuyện hết, thành ra cũng là một cái vấn đề phức tạp. Và chị cũng là một trong những tù nhân lương tâm mà bị Cộng sản nó trù đuổi ở tù rồi đưa ra phi trường rồi tống xuất sang đây chứ, phải không? Thì nó cũng nhiều mặt khác nhau.
Tuy nhiên chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa, nhưng mà có một câu hỏi mà muốn những người mà như mẹ Nấm có thể đưa ra cái nhận định chính xác là hiện giờ các đài phát thanh hải ngoại có thể gọi về Việt Nam phỏng vấn trực tiếp nào cha Linh Mục Nguyễn Văn Lợi, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, rồi ông Nguyễn Khắc Toàn, rồi tất cả những tranh đấu. Và Lê Thị Công Nhân cũng đã từng nói ở trên đài này, từ Việt Nam rất mạnh, tại sao không bị bắt? Có phải là nó cũng có một cái tự do ngôn luận tối thiểu nào đó không? Em thì em không nghĩ là đó là quyền tự do ngôn luận, mà em thì em nghĩ rằng là đối với cộng sản, sức ảnh hưởng của những cuộc phát thanh mà xưa nay mình làm trong giới đấu tranh á, dần dần nó đang bị mai một, và cái sức lan tỏa đến với xã hội nó không có nhiều. Cái cộng sản sợ là người dân trong nước đứng lên đấu tranh lại với những cái bất công của họ bằng mọi hình thức mọi giá, và chính vì như vậy cho nên họ mới tập trung vào cái việc xây dựng mạng xã hội của họ và xây dựng cái hệ thống thông tin mà họ có thể kiểm soát Nhưng được. mà đứng với đồng bào hải ngoại đó thì nghe những cái buổi phát thanh từ trong nước mà đã kích cộng sản, từ tính miệng những người tranh đấu như vậy, thì họ lại đánh giá cộng sản nó cũng cũng có tự do cho nói đi chứ. Dạ đương nhiên là nó phải thả tự do thôi, bởi vì đến tận bây giờ là 5, 10 năm rồi. Một trong những bằng chứng kết tội em ở tòa án nó cũng là những buổi trả lời phỏng vấn, và nó ghi rất là rõ rằng là em trả lời đài Đáp Lời Sông Núi, đài BBC, đài AFA, đài VOA, đó là bằng chứng. Nhưng mà nó để đó thôi, nó chưa có bắt, nó không có bắt, tại vì nó không có bắt liền người ta vì một hay hai cuộc phỏng vấn, nó phải tạo ra cớ. Nhưng những bằng chứng khi mình trả lời phỏng vấn họ luôn thu lại và phân tích giọng nói, nó sẽ là bằng chứng chứ không phải là bằng chứng đâu. Nhưng mà nó sẽ không bắt bắt liền, bởi vì làm sao mà bắt hết được những người trả lời phỏng vấn à? Vâng, bây giờ chúng ta cũng đã gần khắp hết giờ thì xin mẹ Nấm có thể có những cái đôi lời tâm tình. Chúng ta không có tỷ giờ để mở đường dây cho thính giả gọi vào, đúng ra là nên cho thính giả gọi vào, dù là thính giả ở nhà dễ lắm, chỉ cứ bốc cái điện thoại gọi thì có những người khen, có những người chê, cái đó nó dễ lắm. Thành ra cái vụ mà cắt đài cho thính giả gọi vào là một con dao hai lưỡi. Dạ thực ra thì em rất cảm ơn anh Dương Phục, chị Thanh Thủy và đài đã tạo điều kiện, tạo cơ hội để em có thể chia sẻ một cách dễ dàng rộng rãi hơn với bà con, đặc biệt là bà con ở Houston, vì đi chợ hay là thỉnh thoảng đi ngoài đường thì nhiều bà con cũng hỏi làm gì mà thấy mất tâm. Thật ra thì em không có mất tâm, em vẫn đang xây kênh YouTube của em, vẫn đang làm việc với dân làm báo và Có vẫn nhiều đi biểu người tình. nói là mẹ Nấm này là kiêu ngạo lắm, là người khó. Dạ, có một số cái nguyên tắc làm việc mà em để hạn chế những cái tai tiếng không cần thiết thì em không có xuất hiện. Tại sao anh Dương Phục với chị Thanh Thủy kêu một cái là em xuất hiện liền? Đó là bởi vì em không có cảm giác đề phòng anh chị, em không có cảm giác là lời của em sẽ bị cắt, em cũng không có cảm giác rằng là anh chị muốn em nói theo ý của anh chị, em không có cảm giác đó. Nhưng với những sự xuất hiện mà em không làm chủ được hình ảnh của em, hoặc em xuất hiện trong thời hạn nó quá ngắn, ví dụ giống như cái buổi mà 30 tháng 4 vừa rồi, chủ nhật biểu tình mà chủ nhật ra làm lễ mà thứ bảy cộng đồng mới báo, đại diện cộng đồng mới báo cho em rằng là em sẽ ra qua email và nói em có một bài phát biểu, thì em xin lỗi em không thể làm như thế được. Bởi vì đối với em bây giờ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật nó còn bận hơn ngày thường. Là thứ bảy với chủ nhật là phải dành hết cho con, tại vì nguyên tuần không có. Cho nên em không có kiêu ngạo, bởi vì em biết chắc rằng là những bà con mà gặp em ngoài chợ đi mua sữa, mua bánh mì gì đó sẽ nói rằng là ô ở ngoài bình thường vậy, nghe trên đài rất là mạnh mẽ, ở ngoài nhìn nhỏ chút xíu mà nói chuyện như con nít. Cho nên em không có sợ những người nhận xét như vậy, bởi vì những người nhận xét em kiêu ngạo là chưa có cơ hội nào nói chuyện hay tiếp cận với em hết. Còn quay trở lại,
đối với em khi nói về cộng đồng đó chính là bà con mà em gặp thường ngày. Và em biết ở Houston em được rất là nhiều người thương yêu và ủng hộ. Chính vì điều đó nó cho em một cái niềm tin và một cái động lực rằng là dù em có lựa chọn như thế nào, nhưng với những gì em đã tuyên bố, với những gì em đã và đang tiếp tục làm, thì bà con ở Houston vẫn tiếp tục yêu thương em. Chính vì như vậy em luôn yên tâm trong việc tiếp tục các công việc của mình, dù chỉ là đi biểu tình với một vài người hay tiếp tục miệt mài cần mẫn viết bài. Nó luôn cho em cái động lực bằng một cái vỗ vai ở ngoài đường mà em gặp, hay một lời nhắn tin qua email, hay là đi lễ, đi nhà thờ tình cờ gặp, thì các bác, các cô chú, các anh chị vẫn luôn động viên em. Và đó với em mới chính là cộng đồng người Việt ạ. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý ân nhân và những người mà nhắn tin hay tìm gặp mà em không thể trả lời hết được, là tại vì đôi khi mọi người hỏi những câu mà em không biết phải trả lời như thế nào. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh đã dành thì giờ đến với đài, đến phòng ghi âm để mà chúng ta có cái dịp hội thoại, chia sẻ tâm tình với nhau, và cùng một lúc với quý thính giả đường nghe đài ở tại khắp nơi. Hy vọng rằng cái buổi xuất hiện lần tới ngày 18 tháng 9 cùng với các tù nhân lương tâm đó, do ban tổ chức đã rất là công phu để mà tổ chức được cái buổi này thành công, và mẹ Nấm sẽ một lần nữa được mọi người chào đón. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục đã dành rất nhiều tình cảm, cảm ơn đài đã tạo điều kiện cho em, và xin cảm ơn quý khán thính giả, mến chúc mọi người một ngày tốt lành ạ. Vâng, xin cảm ơn mẹ Nấm, xin kính chào quý